Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin phân tích về thời sự Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đỗ Văn Tỏ và nhà báo Phạm Trần. Nhà báo Phạm Trần ở trong đầu dây của đường dây điện thoại của chúng tôi. Và cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu về kết quả của cuộc bầu cử Super Tuesday nó như thế nào và ảnh hưởng ra sao. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào nhà báo Phạm Trần. Vâng, xin kính chào anh Nhân và cũng xin kính chào vị khách của anh là anh Đỗ Văn Tỏ. Dạ, yeah, xin kính chào anh Đỗ Văn Tỏ. Dạ. Yeah. Thưa kính chào anh Nhân, kính chào anh Phạm Trần và toàn thể quý vị đang coi đài SBTN DC. Trước hết anh Đỗ Văn Tỏ có thể cho biết rằng cái kết quả của cái buổi bầu cử ngày hôm qua nó như thế nào vậy thưa anh? Dạ. Yeah, thưa vâng, trước khi nói đến kết quả thì chúng tôi xin nhắc lại một vài cái điểm chính của cái Super Tuesday, tại sao chúng ta kêu Super Tuesday. Ngày hôm qua thì có cả thầy là 14 tiểu bang bầu cái sơ bộ và cái lãnh thổ của Hoa Kỳ là đảo Samoa. Thì cái cuộc bầu cử ngày hôm qua đó có tất cả là 1.357 đại biểu của Đảng Dân Chủ là có thể được sắp xếp trong cái ngày hôm qua, trong cái tổng số là 3.979 người. Do đó là khoảng hơn 1/3 là được sắp xếp vào ngày hôm qua. Do đó ngày hôm qua là một trong những ngày rất là quyết định. Và chúng ta nên nhớ là một con số nữa là 1.991 đại biểu, người nào mà đạt được cái con số đó trước khi cái đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 7 đó thì sẽ là kể như là sẽ được đại diện đảng Dân Chủ. Đó là 1.991. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là chúng ta cũng thấy là muốn được cái đại biểu chính phủ, được đại biểu của đảng đó cho mình đó ở những tiểu bang thì chúng ta phải thắng ít nhất là 15% trở lên. Nếu mà dưới 15% thì không được người nào hết. Đó là những cái con số quan trọng. Và một con số nữa đó chúng ta thấy đó là Cali không á, ngày hôm qua là chiếm tới 494 đại biểu, rất là nhiều. Texas là 228 và tiểu bang Virginia đó là 124 người. Do đó ngày hôm qua là một cái ngày rất là đặc biệt. Và kết quả ngày hôm qua, giống như hôm trước tôi đã nói chuyện với anh Nhân đó, là ông Biden đó, ông sẽ phải có một cái cuộc thắng rất là lớn. Thứ nhất là ở South Carolina. Và nếu ông thắng lớn ở South Carolina thì ông sẽ có thể thắng được một số tiểu bang trong cái cuộc Super Tuesday. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy đó là một cách ngạc nhiên đó là ông thắng rất là lớn ở South Carolina. Hầu như là 80-90% cái người cử tri mà người Mỹ gốc da đen bầu cho ông, đưa ông đến cái tỷ lệ rất là cao. Và vì cái tỷ lệ đó đó, nó đã chuyển đến tiểu bang Virginia. Tiểu bang Virginia lúc hôm qua là 7 giờ tối là một tiểu bang mà gọi sớm nhất. Tức là 7 giờ tối thì đến 7 giờ 5 phút đó, là chúng ta đã có kết quả. Thì là ông Biden đã dẫn đầu trên 50% tiểu bang Virginia. Thì những người tiên đoán nói nếu mà tiểu bang Virginia đại diện cho các tiểu bang khác thì ông sẽ thắng ở những tiểu bang khác. Và đúng như vậy, ông thắng một số tiểu bang miền Nam giống như Alabama, North Carolina, Tennessee. Và đó là một cái sự ngạc nhiên ngay cả đối với lại ông cái campaign của ông Biden. Và chúng ta cũng có thêm một vài cái dữ kiện nữa là từ cái ngày South Carolina cho đến ngày thứ ba đó, từ thứ bảy đến thứ ba thì có hai người là đã ngưng cái cuộc tranh cử lại. Đó là ông Peter Buttigieg là ông thị trưởng ở South Bend, Indiana và bà Amy Klobuchar tức là thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota. Hai người rút lui và hai người ngoài việc rút lui lại còn quay trở lại và ủng hộ ông Joe Biden. Do đó, cái ủy ban tranh cử ông Joe Biden được hai mũi thuốc hồi sinh. Mũi thuốc hồi sinh thứ nhất là South Carolina và mũi thuốc hồi sinh thứ nhì là được sự endorsement, tức là ủng hộ của các ứng cử viên đó. Đó là cái sơ lược về những cái dữ kiện của cái ngày Super Tuesday. Yeah. Kính thưa nhà báo Phạm Trần, khi mà chúng ta thấy ông Joe Biden thắng lớn như vậy thì nếu mà chúng ta nhìn về lại cái lịch sử của những người dân chủ khi mà họ tiến cử một người để mà ra ứng cử tổng thống thì ông ghi nhận như thế nào vậy thưa ông? Vâng, cái điều mà tôi muốn bổ túc thêm với những cái điều mà ông Tỏa vừa mới trình bày đó là cái nguyên nhân chính khiến ông Joe Biden thắng cử lớn vào ngày bầu cử hôm qua là vì có những cái lý do sau đây. Thứ nhất là ông ấy thu hút được đại đa số phiếu của người da màu. Thứ hai là số phiếu của phụ nữ. Thứ ba là số phiếu của nghiệp đoàn lao động của Hoa Kỳ và những người độc lập của Đảng Dân Chủ. Và tất nhiên là cái thành phần ôn hòa cũng như là những lãnh tụ chính thống của Đảng Dân Chủ
sau cái cuộc chiến thắng của ông Joe Biden vào ngày 29 tháng 2 đó, ở tại South Carolina đó, thì đã đứng đằng sau ông ấy vận động tranh cử và tìm mọi cách để mà làm giảm cái đà tiến của đối thủ của ông Biden là thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Thành ra tất cả những cái yếu tố đó cho chúng ta thấy là ông Bernie Sanders được phiếu lớn của người da màu, và những người da màu đó đã có những cái lá phiếu quyết định ở miền Nam của nước Mỹ, và nó ảnh hưởng toàn diện trong cái cuộc bầu cử ngày hôm qua đó, thưa anh Nhân và anh Tòa. Dạ thưa vâng, tôi rất đồng ý với sự phân tích của nhà báo Phạm Trần. Tôi cũng chỉ thêm hai cái nhỏ tương, tại vì nó đặc biệt cho tiểu bang Virginia, là cái yếu tố mà giúp ông Biden mà thắng lớn, nói riêng ở tiểu bang Virginia đó, thì là cái số người đi bầu ngày hôm qua rất là đông, gấp đôi những cái lần trước vào năm, ngay cả năm 2008 đó, chúng ta thấy rất là đông người đi. Như ngày hôm qua đó là ở cuộc Fairfax không đó là 23%, đó là rất là đông bầu cử sơ bộ mà đảng Dân Chủ mà đi cái số bầu rất đông. Cái điểm thứ nhì nữa đó là có nhiều người đó gần đến lúc đi bầu mới quyết định, và cái sự quyết định họ dựa trên một yếu tố quan trọng duy nhất mà họ nói tới là người nào có thể thắng Tổng thống Trump. Thì họ lựa chọn giữa ông thượng nghị sĩ Sanders và ông phó tổng thống Biden, thì họ thấy là ông thượng nghị sĩ Sanders ông đứng quá về phía tả, ông Joe Biden có thể là đứng giữa nhiều hơn, và cái người đứng giữa đó trong các cuộc bầu cử thì hy vọng là có thể có cơ hội thắng. Tôi cũng xin bổ túc thêm ý kiến như vậy. Và khi mà chúng ta nói trong vòng có vài ngày từ ngày thứ bảy giờ tới ngày thứ ba mà ông Joe Biden làm được lịch sử như vậy, thì cái ghi nhận của ông Phạm Trần vậy? Vâng, cái điều đầu tiên như tôi nói hồi nãy đó là những lãnh tụ chính thống của Đảng Dân Chủ cũng như là những thành phần ôn hòa của Đảng Dân Chủ nhận thấy ông Joe Biden có nhiều điều kiện hơn để mà thắng, để mà chống chọi với Tổng thống Donald Trump hơn là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Còn một cái yếu tố nữa mà hồi nãy tôi không có đề cập tới, tức là những yếu tố của các cử tri lớn tuổi từ 60-70 tuổi trở lên, thì những người đó là những người siêng năng đi bầu và đã dồn phiếu cho ông Joe Biden. Ngược lại, những thành phần trẻ mà chúng ta thấy rất đông ở trong những buổi họp mặt cũng như là vận động tranh cử của nghị sĩ Bernie Sanders đó, thì tuy là họ đông đảo, tuy là họ rất hăng hái và phấn khởi để đứng sau lưng ông Bernie Sanders, nhưng mà nếu mà so sánh với cuộc bầu cử năm 2016 thì năm nay các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là số người trẻ đi bầu ít hơn 4 năm trước đây, và bằng chứng cụ thể là ngày hôm qua cái số mà từ 30 tuổi trở xuống đó, đi bầu chỉ cỡ chừng độ 20-30%, trong khi những người lớn tuổi và những người độc lập thì đi bầu có tới 70%. Thì đấy là những khía cạnh mà chúng ta cũng cần lưu ý đến cái thành phần cử tri. Còn nói về cái vấn đề mà ông Bernie Sanders liệu có được lá phiếu của những người Hispanic, những người Nam Mỹ hay không, thì tất nhiên là ông ấy được số phiếu của những người đó. Lý do là vì thế này, là vì trong cái chương trình tranh cử của ông ấy, ông có một cái chính sách về vấn đề di dân cởi mở và phóng khoáng hơn nhiều và cái chính sách của ông Tổng thống Donald Trump. Và tất nhiên là ông ấy bảo vệ cái chương trình Medicare, cũng như hay là mình gọi tạm thời là Obamacare của ông Tổng thống Obama. Và ông ấy chủ trương là Medicare for all, cho tất cả mọi người. Và ông lại mở rộng ra cái chương trình là tất cả những cái người nào mà di dân đến nước Mỹ, đặc biệt là những người Hispanic vào Hoa Kỳ hợp pháp và có đủ điều kiện, dù chưa có được trở thành công dân Hoa Kỳ mà chỉ là những người được thường trú và được hợp pháp ở đây, thì đều được hưởng những cái chương trình về y tế, phúc lợi, về giáo dục nữa. Thành ra những cái thành phần trẻ sở dĩ họ ủng hộ ông ấy có hai cái chủ trương. Chủ trương thứ nhất là ông ấy muốn là các đại học công lập là miễn phí cho tất cả mọi sinh viên. Thứ hai nữa là nếu ông ấy đắc cử thì ông lại xóa nợ cho sinh viên, cái khoản nợ đó là 1.600 tỷ đô la. Đây là cái số tiền khổng lồ như thế, không ai có thể tin là ông
ông Bernie Sanders có khả năng lấy tiền ở đâu mà bù đắp cái khoản trống như thế. Thành ra cái đấy là một trong những lý do mà người trẻ ủng hộ ông Bernie Sanders. Nhưng mà rất tiếc, những người trẻ họ hăng hái, họ thích tập họp nhưng mà họ lại lười đi bầu. Thì đó là một những cái yếu tố khác trong cái cuộc bầu cử ngày hôm qua đó, thưa anh Nhật. Dạ, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Rằng và xin được cảm ơn anh Đỗ Văn Tỏa. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phần 1 đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ trở lại vào phần 2.